Chào tất cả mọi người. À, thì Cam Ly rất là vui để mà chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của mình, những cái mà rất là thực tế mình đã gặt hái được cho đến bây giờ. À, và à, Cam Ly đang làm cái công việc à, chia sẻ một cách rất là tận tâm này. À, tại sao là như vậy? Có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Nào là, ô, ô à, em kinh doanh đã thành công như vậy rồi, bây giờ à, đem chia sẻ hết bí quyết cho mọi người thì em không sợ sao? à hoặc là à, có người nói rằng là, là à, mình à, mình chia sẻ hết hoặc là mình nói hết những cái ngóc cách hay những cái công thức hay những bí quyết như vậy à, thì à, sẽ như thế nào hả em thì á à, camly biết những cái à, nghi ngại đó của mọi người à, thì á à, nếu để mà giải thích á à, thì à, phải có thời gian rất là dài rất là nhiều để mà giải thích à, nên à, cam ly sẽ giải thích cho mọi người thông qua cái giá trị và tư duy của người thành công trong thời đại mới là gì và tại sao cam ly tập đoàn cam Lee group lại làm cái việc này à, là huấn luyện miễn phí à, đào tạo rồi sau đó kèm cặp kinh doanh vân à, v, v. À, thì tại sao à, chúng tôi làm việc này à thì đó là vì chúng tôi học được những cái tư duy những cái giá trị những người thành công đi trước ở tại nước Mỹ à, và không phải là những người rất là xa lơ xa lắc mà là những người rất là hiện đại trong thời đại của chúng ta thí à, dụ như là à, tổng thống nè các vị tỷ phú nè những à, người đa triệu phú nè những người mà rất là thành công thì à, họ đang làm gì Ừ. À, Camly sẽ đi sâu vào để à, nói cho mọi người biết là cái tư duy của họ à, làm sao ha. Chúng ta học được bằng cách đó là à, chúng ta mở rộng lòng để chúng ta đón nhận được những cái tư duy đó. Mặc dù có thể chúng ta chưa hiểu nhưng mà chúng ta có thể hành, à, thực hành, đó. chúng ta áp dụng được ngay thì à, cái sự thành công nó sẽ đến rất là nhanh. À, thực ra cam đi, đi đi cũng rất là nhiều nước à, thì à, Canada, Úc hay là à, Nhật, Hàn Quốc vân vân thì mỗi nước đó cũng đều có những cái cảnh cho đi được à, rất tốt có những cái à, cái chương trình rất tốt để mà thu hút khách du lịch à, và những cái cách đó đó À, mình luôn đặt câu hỏi là tại sao họ thành công như vậy và họ lại à, show ra với mọi người về cái à, cách thức mà họ kinh doanh rồi à, mình tìm hiểu tìm hiểu thêm nữa thì à, mình đọc được rất là nhiều cuốn sách và phần lớn là từ mỹ à, những người rất là thành công à, những tỷ phú những người mà đã tạo ra những thương hiệu rất là lớn cho thế giới họ viết Cuốn sách và họ rút tất cả mọi cái kinh nghiệm trải nghiệm những cái tâm tư những điều mà ruột gan của họ để mà phơi bày trên mặt giấy để mà kể cho mọi người nghe rằng là họ đã thành công bằng cách nào trong cái tình tình huống đó họ đã giải quyết ra sao họ đã xử lý ra sao và vân 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 wow mình cũng vừa đọc mà mình cũng vừa thán phục và mình cũng vừa đặt cái câu hỏi tại sao mà người ta tốt như vậy à tại sao mà người ta cho đi nhiều quá vậy à vậy đó không phải là những người mà đã qua đời rồi mà là những người mà họ đang kinh doanh tại đây tại lúc này à ví dụ như à, tỷ phú Elon Musk à mọi người biết tỷ phú Elon Musk không vì Camly rất là ngưỡng mộ cái vị tỷ phú này thì ông đã tạo ra chiếc xe hơi điện chạy điện tên là Tesla rồi công ty SpaceX rồi công ty boring để là đào hồng ở dưới mặt đất rồi công ty Solar vân vân bốn năm công ty và công ty nào cũng rất là thành công và hơn như vậy nữa là ông cũng đã cho ra đời là nhiều người viết về Elon Musk à, và ông cũng trải lòng hết là ông đã à, phải um, cố gắng để mà phát triển cái công việc của mình như thế nào trong những cái ngày đầu tiên mà ông là người ở Nam Phi nha mọi người ông là người sinh ra ở Nam Phi à, và có um, à, có lai à, Canada À, và sau đó thì đến khi em học trung học thì ông đến Canada, à, đến Canada thì chưa có áp dụng được cho thành công thì ông lại tìm đường đến Mỹ. À, có một cái điều thú vị là ban đầu ông tưởng rằng đi đến Canada dễ để mà dễ dàng hơn rồi mới vào Mỹ. À, ông tưởng như vậy. Rồi sau này Cam Ly cũng tưởng như vậy nha. Cam Ly cũng tưởng rằng là đến Canada thì dễ dàng hơn là đến Mỹ à nên cam ly cũng lấy thẻ sang canada rồi sau đó mới lấy thẻ sang mỹ à cũng đi một đường vòng tuy nhiên nó sau này mới biết được rằng là đến mỹ là dễ hơn đó mọi người thôi à, cái đó thì cam ly sẽ nói sau ở đây là đang nói cái tư duy của người thành công à, và cam ly cũng đặt câu hỏi là ô tại sao mà ông này ông, ổng là trải lòng tất Cả mọi cái bí quyết về cái việc à, Ông xây cái công ty ra sao nè Rồi ông gặp những cái khủng hoảng như thế nào Và ông đã cố gắng để ông vượt qua ra sao Rồi ông có những cái cách thức gì Để mà ông hoàn thiện những cái à, cái sự thành công của mình Vân vân và vân vân Và hơn như vậy nữa nha mọi người à, Ông còn là à, cam đi nghe nói rằng à, Những cái bằng sáng chế À, trong à, chiếc xe Tesla hoặc là trong công ty SpaceX hoặc là những cái vi mạch những cái à, rất là à, cao cấp và rất là à, khó để mà đưa vào à, vận hành chiếc xe hoặc là vận hành à, những cái phi thuyền à, à, thì á, ông mở ra hết mở ra cho mọi người nó trở thành một cái à, nguồn mã code free free cho mọi người để mọi người có muốn sử dụng thì có thể sử dụng à mới thấy ô lạ vậy ta à, ông này ông đã rất là khó khăn rất là gian khổ để mà xây điều này xây điều kia và À, như là một chiếc xe Tesla thì ông cũng phải thử rất là nhiều và phải vượt qua rất là nhiều cái thử thách như vậy à, mới có sự thành công và chắc chắn là những cái bằng sáng chế đó à, đều có những cái giá trị rất là lớn ừ. nhưng mà ông cũng mở ra mở cái mã cốt à, ra để mà mọi người sử dụng nó à, nếu như mọi người cần thì á à, cái đó lại là một điều mà can lý đặt câu hỏi giống như các bạn đang đặt hiện tại. À, rồi à, tổng thống Donald Trump, à, đây là một vị tổng thống mà rất là kỳ lạ. À, đến nay thì ông đã làm tổng thống à, nhiều năm rồi và được xem là rất là thành công. À, nhưng mà luôn có hai thế lực, à, một bên thì rất là yêu ổng, một bên thì rất là ghét một bên rất là ăn ti đó hai bên nó là cứ thế mà à, một bên thì khen ngợi một bên thì đánh phá thì tất cả những cái điều đó thì cam ly cũng chưa có bàn đến nhưng mà cam ly bàn đến một điều rằng á trước khi mà ông trở thành một người kinh doanh ông ông tổng thống donald trump á trước khi ông trở thành một tỷ phú bất động sản thì ông cũng đã à, phát triển lên rất là nhiều từ một triệu đến vài triệu đô rồi mới lên 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 được cái con số là vài tỷ đúng không mọi người thì trong cái quá trình đó lúc nào ông cũng biết sách ha à, viết sách và à, những cái cuốn sách của donald trump thì à, cam ly đọc và cam ly thấy rất là rõ ràng là ông chia sẻ rất là tận tâm những cái góc khuất những cái uh, chiêu, những cái cách thức mà đàm phán như thế nào để chiến thắng này, những cái bí quyết như thế nào để mà uh, có được những cái bất động sản thành công nè, rồi những cái cách thức như thế nào uh, để mà mình chọn được các bất động sản vừa ý vân vân và vân vật rất là nhiều, rất là nhiều sách nha các bạn, các bạn có thể tìm đọc nào là bí quyết đàm phán để thành công rồi những bí bí mật tư duy rồi vân vân, à, nhiều lắm. thì Cam Ly cũng đọc và cũng đặt các câu hỏi như vậy, ô sau ông à, tổng thống à, trước khi tổng thống ổng là tỷ phú và ổng chia sẻ hết tất cả như vậy à, rồi á ổng chia sẻ là ổng phải mua các công ty truyền thông này ổng để làm cái gì đó rồi á ổng phải mua cái building này vì cái vị thế nó hay vì cái chiến lược tầm xa như thế nào đó nó ồ nếu như mà ổng chia sẻ như vậy có phải là những cái đối thủ cạnh tranh với ổng là sẽ biết được cái bí quyết của ổng và chiến thắng ổng thì sao à thì á, ban đầu mình chưa hiểu thì mình cũng đặt cái câu hỏi như vậy ha nhưng mà mọi người có thấy rằng thấy rằng à, họ càng chia sẻ họ càng chia sẻ và như à, tổng thống donald trump càng chia sẻ thì á, càng lên càng lên càng lên trở thành tỷ phú đúng không nào à và sau đó thì càng lên hơn nữa và trở thành tổng thống rồi à, quay trở lại cái vị tỷ phú rồi quay trở lại những cái cách thức mà nước mỹ đang hành xử à, thì Camly à, cam ly sâu chuỗi được một điều đó là người ta càng cho đi càng cho đi người ta càng thành công cam ly học được cái điều đó à và cam ly khi mà học được cái điều đó thì à, cũng may mắn là trước đó mình có rất là nhiều cái công việc kinh doanh khác nhau à, rồi đến khi mở imica mở imica là vào 2008 à, và mình cũng áp dụng cái công thức đó là mình cứ hết lòng hết dạ với à, đội ngũ với nhân viên với khách hàng vì mình tin rằng á nó không có mất mát đi đâu cả à, à mặc dù các bạn biết không làm trong cái ngành à, bất động sản và eb đó là lấy thẻ xanh mỹ à, thì nó là một cái ngành mà khó nhất đến đến, đến nay á đến nay cam nghĩ nghĩ rằng đây là một cái ngành phải nói là khó nhất nhất đời luôn quá à. <laughs> như vậy đó. và à, wow không biết sao mà mình lại thành công như vậy ta à, đến nay á, thì á, imika đã có một ngàn bộ hồ sơ là một ngàn gia đình nếu tính ra con người á, thì cũng là ba ngàn bốn Ngàn người Và toàn là những người mà rất là ưu tú Vì họ là có một cái sự thành công Có công ty tốt, có tài sản tốt Có kiến thức trí tuệ rất là tốt Và Các khách hàng lại rất là yêu mến mình Rất là Hài lòng, rất là hạnh phúc Rất là thích đồng hành cùng với Imica Thì đó là Có thể gọi là cái bí quyết Tuy nhiên Bí quyết sẽ được đang và đã đưa ra cho tất cả các bạn ở đây để mà mọi người suy nghĩ lại à, suy nghĩ thêm để mà chiêm nghiệm để mà thấy xem là có phải là càng chia sẻ bí quyết thì càng thành công hay không ừ. à, và rất rất nhiều cái câu chuyện như vậy nữa đó các bạn ừ. à, và như vậy các bạn có thể áp dụng được hay không Ừ, à, chắc chắn là áp dụng được à, chúng ta sẽ còn học được những từ những cái cuốn sách rất là trí tuệ nữa thí dụ như là sách năng đoạn kim cương à, quản lý nghiệp à, và nhiều cái cuốn sách à, điều nói đến những cái điều này đó là cho đi một cách rộng lượng à, à, đó là một cái tư duy à, mà chúng ta có thấy là nó khá là lạ không Canh Li muốn nói thêm một chút xíu nữa, mọi người có thấy à, mình à, kéo dung lại à, với những cái à, những cái phương tiện mà chúng ta đang sử dụng? Đó là YouTube và Facebook. Ha? À. Thì à, mọi người có thấy rằng à, là mọi người ở trên Facebook họ không có à, không có được quyền lợi gì hết. Nhưng mà mọi người liên tục post bài, post bài và đi thông tin và làm truyền thông không? À, và người nào mà cho đi rất là nhiều cái thông tin và à, post rất là nhiều những cái thông tin mà phù hợp với à, thị hiếu à, số đông người thì á, trở nên rất là nổi tiếng à rồi à với youtube thì á, những ai mà cho đi rất là nhiều những cái clip và những cái clip đó là phù hợp với thị hiếu người nghe vân vân à, thì người đó lại nhận được nhiều subscribe và từ đó có nhiều tiền đúng không mọi người như vậy thì có phải là xuất phát từ cái việc là một youtuber phải biết hành động để mà cho đi cái kiến thức cho đi cái thông tin chứ không phải là đi ngã giá trước với Facebook đi ngã giá trước với YouTube rằng là tôi sẽ làm cái này và trả tiền trước cho tôi tôi mới làm có đúng không mọi người đó. và à, cam ly suy nghĩ thì cam ly thấy là cái kênh youtube đúng là đang hành động theo cái hướng đó nghĩa là cứ thế là cho đi cho đi à, một số người thì có thể là biết cái bí quyết đó nhưng một số người thì họ chỉ hành động cho đi vì họ thích thôi họ thích hát rồi họ thích sáng tác hoặc là họ thích làm những cái bài chia sẻ thích đọc sách vân vân và thế là họ post lên và tự nhiên có nhiều người vào thì mọi người có thấy rằng là chúng ta sẽ áp dụng được cái điều đó không? Chúng ta sẽ áp dụng và nó rất là thực tế vào trong cái cuộc sống của chúng ta luôn. Như vậy là à, thực tế là Camly Group đã cho đi một cách rộng lượng à, để mà có cái sự thành công cho đến ngày hôm nay. Và đến nay chúng tôi tiếp tục cho đi. À, chúng tôi làm những cái buổi hội thảo mà livestream trực tiếp lên trên trang Facebook YouTube rồi làm nhiều cái bài chia sẻ cho cộng đồng rồi làm nhiều cái bài hướng dẫn và nay là đến các cái chương trình huấn luyện chương trình huấn luyện này là duy nhất trên thế giới chưa có ai làm cả à hiệp hội EBFI là ở tại Mỹ là những những anh mà chủ Hiệp hội đó cũng là những người bạn rất là thân với camly người Mỹ và họ rất là tôn trọng vì camly và Imika có được những cái thành tích rất là cao và camly gần đây là được bầu là top 50 top 50 CEO có tiếng nói có cái vị thế cao nhất trên toàn cầu trong cái ngành đầu tư tư vấn về đầu tư định cư thì á à, trong cái ngành EB5 Camly gần như á, là à, mọi người đều biết Camly cả à, Và à, sau đó thì đến với cái ngành bất động sản, đầu tư bất động sản Hoa Kỳ Thì Camly cũng làm theo một cái cách như vậy Đó là luôn giúp cho những cái công ty lớn À, và cam ly rất là thích đi với những người rất là thành công những người rất là giàu có và đặc biệt là họ là những người tốt à, thì cam ly chọn lựa đối tác như vậy chọn lựa đối tác là những công ty rất là thành công và mình cứ email tới và mình tìm cách mình gặp họ ban đầu thì mình phải follow với họ sau đó, đó đến bây giờ thì thưa các bạn là phần lớn các tỷ phú bất động sản ở mỹ À, là bạn của Cam Ly và Cam Ly có thể nhấc máy lên nói chuyện trực tiếp với họ và họ rất là welcome rất là chào đón à, rồi á họ còn à, những cái khách sạn của họ ha ví dụ như khách sạn ở tại New York ở tại Cali Los Angeles thì Camly chỉ cần gọi điện tới là bút phòng để tới ở thôi À, là tất cả mọi chi phí là được trang trải hết, là Cam Ly có được cái đặc quyền như vậy. À, rồi nếu như mà mình đi muốn đi thăm gặp những vị tỷ phú đó đó là họ cũng trang trải thì vé máy bay cho mình luôn. À, miễn là mình đến mình gặp họ vì họ biết rằng là họ mà gặp mình mà mình mà gặp họ đó thì lại ra điều lại ra được rất là nhiều cái cái lợi ích. À, cho nên là Cam Ly có được những cái điều tuyệt vời đó từ đâu mà có vậy à, và hơn như vậy nữa nha các bạn là đội ngũ director của Inica và US Home à, là mười mấy cô à, là vừa rồi Cam dẫn đi qua New York à, thì á, các vị tỷ phú cũng offer luôn free khách sạn luôn cho các cô và và người nhà của các cô nếu như là đến New York và đến Cali là được ở các khách sạn khách sạn Marriott nha các bạn khách sạn Marriott là khách sạn lớn thương hiệu lớn trên toàn cầu là được ở miễn phí đó, quá tuyệt vời luôn rồi những cái chuyến bay của các cô mà đến để mà đàm phán kinh doanh với các vị tỷ phú này là cũng được offer luôn là được tặng luôn wow thì mình thấy rằng mình quá nhiều là lợi lộc quá nhiều là những cái sự ưu đãi rất là tốt như vậy thì ở đâu mà có những cái điều đó ừ. à, qua slide giùm chị ha đó là cam ly sử dụng cái nghệ thuật đòn bẩy nghệ thuật đòn bẩy đây là một cái tư duy thứ hai mà cam ly sẽ giải thích cho mọi người nghe mọi người có thể à, nghe về đòn bẩy tài chính đúng không ừ. đòn bẩy tài chính có nghĩa là à, chúng ta có được à, chúng ta muốn mua một cái à, building một cái à, bất động sản À, chúng ta mới có 1/3 tiền thôi thì chúng ta đi vay ngân hàng à, và đi vay thêm bạn bè à, để mà có đủ một trăm phần trăm tiền và chúng ta mua cái bất động sản đó à, thì cái đó tạm gọi là đòn bẫy tài chính có nghĩa là mình sử dụng tiền của người khác thì tiền của ngân hàng là ưu tiên nè vì tiền ngân hàng á à, cái cái lãi suất thông thường là nó thấp rồi à, rồi á mình vay thêm của bạn bè của người thân à, thì có thể là mình trả cao hơn chút hoặc là mình sẽ share cái phần hùn của cái building cái cái công việc kinh doanh đó cho bạn bè người thân của mình à đó là một cách dùng đòn bẩy tài chính ừ. chúng ta chỉ mới nghe đến việc đó thôi tuy nhiên á Camly còn học được ra về cái việc mà sử dụng được cái nguồn tri thức của nhân loại à để mà làm cái đòn bẩy tri thức đòn bảy trí tuệ đòn bảy tư duy wow cái đó là phải nói là rất là tuyệt vời à, à tuy nhiên á à, chưa có nhiều người sử dụng được nó để mà thành công ừ. nhưng mà những vị tỷ phú những người rất là thành công ở Mỹ á, thì đi thấy họ sử dụng được rất là nhiều rồi rất là nhiều ví dụ như À, những cái à, việc sáng chế ra chiếc xe Tesla của tỷ phú Elon Musk thì không phải là ông ta à, sáng tác nó ra từ đầu cho tới cuối một mà là ông ta sử dụng rất là nhiều những cái mà người ta đã sáng chế ra rồi thí à, dụ như khung xe rồi à, bộ vi xử lý rồi rất rất là nhiều ngay cả là cái động cơ à, sạc điện xe điện thì cũng đã được sáng tạo trước đó rất là lâu rồi rất là lâu rồi à, à tuy nhiên là à, Elon Musk rất là thông minh à ông ta đã gom lại hết tất cả mọi cái nguồn lực đó rồi à, còn mua được cái nhà máy sản xuất xe hơi cũ của gm nữa chứ à một với, với một cái giá rất là rẻ à, làm sao để ông ta làm được như vậy thì ông ta đã dùng tất cả mọi cái à, nguyên liệu đó à xem như là nó là của nhân loại À, để mà đưa vào cái chiếc xe của mình Để mà tạo ra một chiếc xe tuyệt vời Và ngay cả cái tên Mọi người thấy cái tên là Tesla à, Đó là nhà khoa học nicolas Tesla à, Là một nhà, học, nhà khoa học rất là nổi tiếng của thế giới à, Và chưa ai sử dụng cái tên Thì ông cũng lấy luôn cái tên Để mà đặt cho chiếc xe wow. à, Và ông đã sử dụng được Mọi người thấy ở trong đây á, Là ông sử dụng được những cái đòn bẫy gì nè À, trước tiên là ông có sử dụng đòn bẩy tài chánh, nè à, vì có vay mượn bạn bè nè rồi á sử dụng về đòn bẩy tri thức đòn bẩy kiến thức đòn bẩy à, những cái kinh nghiệm đi trước của những người trước Cam Ly gọi đó là những cái kinh nghiệm của nhân loại à, những cái tri thức của nhân loại à, làm sao để ông sử dụng được như vậy mà miễn phí gần như miễn phí nha mọi người À, như chúng ta đang sử dụng ở đây là à, điện nè rồi à, internet nè rồi à, facebook rồi youtube có phải là miễn phí không mọi người miễn phí thực ra nó đang là miễn phí và chúng ta chỉ trả bằng những cái giá trị khác thì cái đó chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ha ở đây cam ly muốn nói tiếp là những cái loại đòn bẩy ừ. rồi à, bây giờ à, để coi thí dụ như là tỷ phú Elon Musk, ông làm tạo ra được bốn công ty, bốn hoặc là năm công ty rất là lớn, rất là lừng danh như vậy. Ừ. Tại sao mà một CEO, một người chủ mà có thể làm được một lúc là bốn công ty hoành tráng như vậy, rất là lớn như vậy? Wow, mình xây một công ty như vậy thôi là không biết là đã cả đời đã xây được chưa mà ông xây một hơi bốn công ty à, thì sau này Cam Lee cũng học được cái cách đó và đến nay thì Cam Lee Group có nhiều công ty và công ty nào cũng rất là tuyệt vời miễn là chúng ta biết cách tận dụng à, thì nói đến việc đòn bẩy thì có đòn bẩy con người và đòn bẩy về thời gian à bây giờ cam ly đố mọi người như là tỷ phú Elon Musk đi à, à ông có à, một ngày là 8 tiếng làm việc đúng không cho là ông làm việc rất là hăng say đi thì á, ông có thể là làm việc một ngày là 12 tiếng hoặc là 15 tiếng à, à thì à, làm sao mà đủ được để mà bỏ ra để mà cho bốn công ty đúng không Ừ. nhưng mà ổng thuê là một à, ngàn nhân viên à thì á cam ly đố mọi người á là hiện nay là ổng có bao nhiêu thời gian mọi người có ai biết câu trả lời không 24.000 giờ <laughs> À đúng rồi, rất là tuyệt luôn. À nếu như mà sử dụng được 24 tiếng đồng hồ luôn á thì 1.000 con người thì có được 24.000 giờ. Ha. À và đương nhiên ổng sử dụng được cái thời gian mà người ta thực sự làm đó là 1 ngày 8 tiếng hoặc là 10 tiếng gì đó đúng không? Thì nó có thể là 10.000 giờ hoặc là 8.000 giờ gì đó. Ừ. À, và đương nhiên ông có trả lương cho người ta mà trả lương cho nhân viên của mình mà à như vậy à, mà cam ly nghĩ rằng á, là ông có một ngày có 10 ngàn giờ đi nữa ông cũng không làm được cái điều đó ừ. à, và ông lại có cái cách để mà dùng thêm đòn bẩy con người và thời gian nữa cam ly và dùng thêm đòn bẩy tài chính nữa à đó là cho công ty lên sàn, cho công ty lên sàn lại là một cách để mà tạo thêm đòn bẩy tài chính, đúng không mọi người? Ừ. Chúng ta nhìn thấy được cái điều đó là à, lên sàn chứng khoán thì sẽ thu hút được tiền vào nhiều hơn, mọi người đầu tư mua à, mua những cái cổ phiếu à, và những cái cổ phiếu tăng 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 lên, à, họ mua bán và từ đó đó làm cho công ty lớn mạnh lên có phải là ông đã sử dụng được cái đòn bẩy tài chính không? Uhm. Ngoài ra đó là không những như vậy mà những người mà đã mua cái, à, những cái cổ phiếu của công ty ông thì á, còn sử dụng cái thời gian của họ, à, những cái cái đầu óc của họ để mà bỏ vào thêm cho công ty này để mà mong muốn những cái cổ phiếu đó nó tăng thì mọi người có thấy rằng là, là ông đã tận dụng được những người mà ông không có hề thuê và những người đó đang đẩy cái năng lượng rất là tích cực vào cho công ty này mọi người thấy tuyệt vời không à và như vậy thì nếu như ông có một ngàn nhân viên á thực ra là ông không phải là chỉ có là tám giờ hay mười ngàn giờ mà ông còn tận dụng thêm được những cái giờ của những người mà mua chứng khoán của công ty không À, và cái điều này á, có thể là một số anh chị có biết à, tuy nhiên phần lớn thì chưa biết đó là đòn bẩy về những cái tư duy tích cực những cái năng lượng yêu thương vì khi mình mua chứng khoán á, mình mua cái công ty đó thì mình thích cái thương hiệu đó mình mới mua đúng không và khi mà mình mua đó nó rồi mình giữ cái chứng khoán đó trong tay á, thì mình lúc nào mình cũng muốn công ty đó nó, nó tăng 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 lên hết thì đó là đòn bẩy năng lượng và đó là năng lượng yêu thương Rất là tuyệt Rồi à, Và mọi người đang Phần lớn là đều đang xài Facebook hết đúng không Như vậy Cam Ly đố mọi người là à, Mark Zuckerberg Có được bao nhiêu giờ Một ngày Có được bao nhiêu giờ Một ngày đố mọi người á 24 giờ một ngày À À đúng rồi, Mark Zuckerberg có 24 giờ một ngày và ông sử dụng được bao nhiêu giờ một ngày để mà tăng cái giá trị thương hiệu Facebook lên. Đúng mọi người, có ai trả lời được không? À. Các bạn có biết rằng là chúng ta đang bỏ thời gian vào cho Facebook là chúng ta đang giúp xây dựng cái Facebook lên không? À đúng rồi cảm ơn bạn Thanh phúc hàng tỷ giờ hàng tỷ giờ một ngày nó không phải là đơn giản chỉ có 24 giờ một ngày nữa thôi ông ta có thể thuê nhân viên là 1.000 người à thì cũng chỉ có 8.000 giờ một ngày nữa thôi đúng không nhưng khi mà mọi người sử dụng được và rất là thích để sử dụng Thì có phải là mọi người đang đẩy vào Để mà Tạo ra hàng tỷ giờ một ngày Cái này mình đang nói một ngày nha Các bạn nhân lên một năm đi là bao nhiêu Là mấy trăm tỷ giờ một năm Wow Cái công việc kinh doanh gì mà nó khủng khiếp ghê gớm như vậy Đó là cái tư duy Cái trí tuệ của người thành công Họ đã làm được cái điều đó đó mọi người Họ đã làm được cái điều đó Và như vậy Chúng ta cũng đặt luôn câu hỏi cho Là Youtube YouTube á, à, có có bao nhiêu là à, cái video lên vào một giờ đúng không mọi người một ngày á Cam không biết là bao nhiêu nữa rất là nhiều luôn có những cái con số thống kê rất là lớn luôn à, và chúng ta đang đặt cái à, cái năng lượng cái thời gian à, và cái 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 tư duy cái tư duy vào trong đó như vậy thì á, À, khi mà chúng ta đã xài đã sử dụng rồi chúng ta đều nhìn lại với tất cả mọi cái thương hiệu ừ. nếu như ở việt nam á, à, một số cái thương hiệu mà đã lên sàn được thì đã là khá là thành công à, nhưng mà à, cái độ áp lực của thị trường á, nó lớn quá lớn quá và đương nhiên nếu như là ở mỹ này một cái tỷ phú như elon musk á, thì cũng có áp lực rất là lớn chứ đâu có phải là đơn giản đâu phải đơn giản để mà người ta đưa công ty lên sàn để mà tự nhiên chia sẻ cái quyền lợi lợi nhuận cho những người khác đưa lên sàn có nghĩa là chúng ta đang làm một đồng mà chúng ta lời một đồng thì chúng ta đang chia sẻ cái thành công đó cho người khác đó chính xác là như vậy thì nếu như nhìn từ cái phía người chủ công ty á, à, thì sẽ thấy rằng á là Ồ, tôi có được thêm đòn bẫy này đòn bẫy kia nhưng mà tôi lại chia sẻ quyền lợi lợi nhuận cho người khác như vậy nhìn từ phía một người mà mua chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy như thế nào chúng ta đang để tiền vào với một công ty và chúng ta thấy rằng là công ty này càng ngày càng lên càng lên càng lên chúng ta rất là vui mừng như vậy thì chúng ta nên suy nghĩ cái điều gì về những cái việc đó đó là gì mọi người biết không nếu như mà cái người chủ công ty họ rất là thương yêu cái thương hiệu, cái sản phẩm, họ rất là biết ơn với những cái sự đóng góp của những những người xung quanh. Thì với những cái áp lực đó đó thì họ đều có thể xử lý được hết. Và vì họ rất là thương yêu cái thương hiệu và họ cũng vừa rộng lượng để mà cho đi nữa. Thì họ làm rất là tốt nhưng nếu là một người chủ công ty mà thứ nhất là cái độ thương yêu thương hiệu nhân viên chưa có đủ và cũng chưa với một cái tinh thần cho đi đủ nữa thì họ sẽ cảm thấy áp lực rất là lớn thí dụ như ở việt nam mình cũng có nhiều công ty đã lên sàn nhưng mà lại nói rằng là ô bây giờ thấy áp lực thị trường mệt quá tôi muốn xuống tôi không có muốn lên sàn nữa tôi đang chia sẻ cái quyền lợi cho mọi người mà mọi người không có đón nhận nó à, tại sao tôi phải làm như vậy à, cho nên á, giờ tôi không muốn nó được lên sàn nữa tôi muốn rút nó xuống nếu được thì tôi mua lại hết đó mọi người thấy không nếu như với một cái tư duy như vậy thì làm cho nền kinh tế của chúng ta không thể phát triển được như vậy thì với một cái tư thế là một người chủ đầu tư một người đứng đầu CEO mà cần phải có một cái tư duy đúng có một cái nghệ thuật sử dụng đòn bẩy đúng kèm theo những người tiêu dùng những người đóng vai trò là à, nhân viên khách hàng à, hoặc là những người cổ đông những người sở hữu cổ phiếu thì cũng cần có một cái tư duy đúng để mà có thể có được một cái độ kết dính với nhau có một cái đòn bẩy để mà tạo dựng rất là nhiều thứ với nhau thì chúng ta đều có thể sử dụng được các loại đòn bẩy bằng cách là đón nhận một cách cừ khôi với một cái thái độ biết ơn vì vào với facebook mình không thích thì mình cũng đã xài nó mình không thích thì mình cũng xài nó mình bán hàng mình livestream rồi mình liên hệ với bạn bè mà mình cứ nói là mình không thích à như vậy không thích thì không nên xài đúng không à nhưng vì cái sức mạnh của nó mạnh quá nên mình phải vào à mình phải vào và mình xài thì tại sao không uh, luyện cho mình rằng là mình phải yêu nó đi và mình hãy yêu nó đi à để nó mang lại nhiều cái quyền lợi và nhiều cái cảm xúc tốt cho mình à, đó là cái cách mà cam ly suy nghĩ à, nên à, cam ly hãy sử dụng cái sản phẩm gì À, làm mình yêu nó mình thích nó và mình bảo vệ nó mình đón nhận rất là cư khôi à, và luôn với cái thái độ biết ơn thì á, mọi thứ nó sẽ tăng lên tăng lên à, và khi mà chúng ta biết đến nhiều cái loại đòn bẫy đòn bẩy về thời gian về con người mình phải biết ơn những người khác thì họ mới đến để mà họ cống hiến cho mình được mình xem mọi người như là những cái sự đóng góp như là khách hàng và với khách hàng thì ở Việt Nam thì đã có rất là nhiều cách để mà cảm ơn và tri ân khách hàng đúng cái điều đó rất là tuyệt và với cổ đông cũng nên như vậy cũng là một cái sự cảm ơn biết ơn vì mọi người đang đẩy cái năng lượng vào cho công ty đó à, nói đến việc đó đó thì Cam Ly nói đến nền kinh tế chia sẻ ha à, có một cuốn sách nói đến nền kinh tế chia sẻ và mọi người có thể tìm để đọc ha. À, với một nền kinh tế chia sẻ thì đây là cách mà à, chúng ta có thể tận dụng được các loại đòn bẩy để mà cùng nhau chia sẻ cái cách kinh doanh à, thì cái nền kinh tế chia sẻ đó mọi người à, đó là cái cách mà chúng ta có thể tận dụng được rất là nhiều đòn bẩy như cam ly nói lúc nãy đó là à, tạo ra à, một cái cộng đồng mà online mà có thể cùng nhau có những cái chí hướng những cái mục tiêu những cái cách thức kinh doanh à, và có cái lợi lọc cho tất cả mọi người thì à, đây là một cái sự trỗi dậy của nền kinh tế mà dựa trên đám đông ừ, và đến cái thời đại này nè trở đi À, Cam ly có thể gọi đó là à, thời đại hoàng kim. Ừ. khi mà chúng ta vượt qua được những cái thử thách hiện tại, à, à, Cam ly biết rằng chúng ta đang có rất là nhiều cái thử thách à, và chỉ những người mà luyện cho mình được cái sự tích cực cái sự yêu thương thì sẽ vượt qua được nó rất là nhanh chóng và chúng ta phải chuẩn bị được rất là nhiều việc khi mà thời đại hoàng kim đến và chúng ta đang ở trong cái thời đại đó rồi đó các bạn, chứ nó không có xa xôi đâu. Thì thời đại Hoàng Kim này sẽ còn rất là nhiều cái điều mà với một công việc kinh doanh, đầu tư đơn giản hoặc là truyền thống hoặc là những cái tư duy lạc hậu trước đây thì có thể không có áp dụng được vào cái thời đại Hoàng Kim là từ bây giờ thí dụ như là cam ly nói về cái tư duy nhà cho đi rộng lượng đó. đó, thì cái tư duy đó đã rất là nhiều người ở trên thế giới sử dụng nó và thành công cụ thể là cam ly đã rất là thành công từ đó ừ. rồi cái tư duy là đón nhận cư khôi đó làm sao để mà mình vận dụng được những cái tri thức của nhân loại vừa tiền bạc vừa tất cả mọi thứ thì tất cả những cái đó là xây nên được nền kinh tế chia sẻ Nền kinh tế chia sẻ đó là gì? Thí ừ, dụ à, à, Họ có những người Họ có những cái căn nhà Có những cái căn hộ Những cái chung cư à, Mà à, họ không có thuê Cho thuê được Chưa cho thuê được dài hạn Hoặc là đang để không à, à, Thì á bên kia ngoài kia ở thị trường cũng có rất là nhiều những người họ đến việt nam du lịch và họ chưa có tìm được chỗ ở họ chưa có tìm được khách sạn phù hợp thì họ sẽ thông qua một cái nền tảng để mà ráp nối họ lại đó là một cái nguồn cung rất là lớn nè À, có hàng ngàn căn nhà như vậy ở tại Sài Gòn hoặc là cả hàng cả, cả, cả rất là nhiều căn nhà như vậy trên nước Việt Nam đang dư đang có chỗ trống à, và có hàng ngàn người đến Việt Nam trong một khoảng thời gian nào đó à, và chưa có tìm được chỗ ở thì họ đã ráp nối cái nguồn cung và nguồn cầu này lại với nhau à, và Airbnb ra đời vì cái 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 trí tuệ đó cái tư duy đó đó là giúp mọi người có được một sự kết nối à rồi à bên cạnh đó thì á chúng ta cũng có xe nè xe máy nè, xe hơi nè à, cũng có thể là chạy để không nè à, và đặc biệt ở Mỹ này người nào cũng có một chiếc xe hết à đang chạy đây được à và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người mà người ta chưa tìm ra được taxi chưa tìm ra được phương tiện để đi lại à và cái anh chàng này nhìn thấy được rằng là cái nguồn cung cũng quá nhiều và nguồn cầu cũng quá nhiều tại sao lại không ráp nối nó lại với nhau đúng không à thì uber đã ra đời và ráp nối nó lại với nhau à và sau này thì nhiều cái thương hiệu khác họ cũng copy theo cái mẫu đó để mà họ làm ở tại nhiều thị trường khác thì đó là cụ thể của nền kinh tế chia sẻ thì nền kinh tế chia sẻ này á Tận dụng được cái nguồn cung rất là lớn, đang nhàn rỗi và cái nguồn cầu rất là lớn mà thay vì họ trả nhiều tiền hơn hoặc là họ mất nhiều thời gian hơn thì họ có thể trả ít hơn, họ có thể có lợi được vì cái việc đó thì đó họ đã tận dụng được những cái nguồn cung, nguồn cầu này đơn giản như vậy thôi và à, sau này thì có rất là nhiều cái phương tiện mà sử dụng nền kinh tế chia sẻ nào là giao đồ ăn nào là à, nhà hàng hay là nào là chia sẻ sách rồi chia sẻ hoặc là crowdfunding là một cái à, một cái hình thức là có những cái nguồn tiền rất là nhàn rỗi và mà bên cạnh đó cũng có những công ty start up họ cũng cần tiền và những cái nền tảng này rác nối họ lại với nhau đó thì khi mà có thể tận dụng được cái cơ chế của nền kinh tế chia sẻ này thì ngành nào cũng cần hết đó mọi người ngành nào cũng cần hết chứ không phải là chỉ manh nha như bây giờ thôi đâu à, và à, ở đây thì cam ly lại thấy rằng à, wow có hàng trăm anh chị gia đang tìm đến một cái cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư mới mẻ này. Cũng như là các anh chị và các bạn đang tìm hiểu một cái một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình. Mọi người có thấy một cái sự tương đồng không? đi sẽ nói đến cái việc tương đồng đó cho mọi người nghe và không phải vô lý không có lý do mà mọi người đang tìm đến với những cái ngành rất là lạ rất là mới này à và để mà xây dựng được nền kinh tế chia sẻ thực thụ thì phải có tình yêu thương mới có thể kết dính được phải có lòng biết ơn thì mới có thể kết dính được cộng đồng lại cái điều này nó rất là sâu sắc nha mọi người à, mọi người có thấy rằng á, phong trào của việt nam mình đang xây rất là nhiều platform không và trên thế giới cũng đang xây rất là nhiều platform và những cái platform á, họ phải bỏ ra rất là nhiều tiền ra rất là nhiều tiền để họ mua user họ mua user đưa user vào bỏ vào trong platform và họ phải bơm tiền đốt tiền đốt tiền để mà nuôi user. À, à những cái từ này á là user là những người dùng đó mọi người ha. Thì á những cái công ty à, công nghệ à, và những công ty mà đang muốn lên sàn đó thì á, họ bỏ ra hàng chục triệu đô hàng trăm triệu đô để mà họ mời gọi mọi người vào. Rồi á họ giữ chân mọi người à, bằng cách đó là có nhiều cái chương trình hay tốt này cái để giữ mọi người ở trong đó thì thực ra đó có phải là cách đúng không đối với cam ly cam ly thấy rằng á không có đúng vì cam ly biết rằng là cái gì mà không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng gì mọi người comment vào giúp cam ly cái cái gì mà không mua được bằng tiền thì mua được bằng gì wow wow mua được bằng tình bằng tình yêu thương wow bằng trái tim wow bằng lòng tin wow bằng nhiều tiền à. <laughs> bằng trái tim wow sao mọi người giỏi quá vậy ta à không mua được bằng tiền thì mua được bằng trái tim mua được bằng tình yêu wow <laughs> oh, các bạn đều là những sinh viên rất là giỏi luôn à thì á đến cái thời đại này á cái câu mà cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền nó đã quá sai rồi mọi người rất là sai Mọi người có biết không, ở Mỹ có một bác tỷ phú rất là nổi tiếng Đã bỏ ra 500 triệu đô hay là 1 tỷ đô đốt quảng cáo Để mà mời mọi người là vote cho bác ấy được tranh cử tổng thống Vì à, bác ấy thấy rằng là Ô, tổng thống Trung cũng là tỷ phú nè Rồi cũng là được được nhiều người vote nè Rồi lên làm tổng thống mà cũng được và chắc tôi cũng làm được à và bác ấy bỏ tiền ra để mà mua cái vốt mua vốt và tiền đốt kinh khủng và lúc nào mở lên cũng thấy quảng cáo quảng cáo quảng cáo à và cuối cùng sao mọi người biết không à bác ấy không có đi tới vòng gửi xe nữa hoặc là chưa đi tới cửa của Hí viện nữa à, mà đã tốn cả tỷ đô rồi mà vẫn không chưa có vào được cái vòng vòng trong một chút có nghĩa là tới vòng gửi xe thôi là đã bị loại đi về rồi đó như vậy á, thì mọi người thấy sao có thể mua được bằng nhiều tiền không cái câu đó nó đã sai quá rồi và với thời đại này mọi thứ nó đã thay đổi thay đổi một cách kinh khủng rất là nhanh rất là nhanh mình phải nắm bắt ngay lập tức có nhiều cái nó đã quá lỗi thời thì á đó như là trở lại các cái sàn điện tử các platform các cái nền tảng gì đó mà họ đốt tiền đốt tiền đốt tiền để mà giữ chân người tiêu dùng user và kết cục là gì rất là nhiều sàn đã đóng cửa rất là nhiều sàn đã đóng cửa và những cái khoản tiền triệu tiền chục chục triệu trăm triệu tiền tỷ đó cũng là cháy cháy theo hư không à, thì không thể nào mua được bằng nhiều tiền mọi người không thể mua bằng nhiều tiền vì người tiêu dùng người ta cần phải có cái sự quan tâm họ phải yêu cái sản phẩm đó họ yêu cái nền tảng đó thì họ mới đến đó họ xài ừ. chứ không có tiền nào mà mua được trái tim hết á như vậy á thì chỉ có trái tim mới có thể giao tiếp được với trái tim thôi đó là một cái tư duy kế tiếp mà các GIA sẽ học được làm như thế nào để mình dùng cái trái tim của mình để mình mua được trái tim của người khác chứ không phải là mua được bằng tiền được không mọi người ha đó nên cam đi mới nói là chỉ có thể xây được khi có tình yêu thương và lòng biết ơn ha à. còn nhiều thứ tuyệt vời lắm ok qua đi bạn đến cái slide này là đứng trên vai người khổng lồ ha thì các bạn các anh chị có biết là có rất là nhiều người khổng lồ đang chia tay ra để giúp mình không như vậy mọi người có thấy rằng là những cái vị tỷ phú những vị đại triệu phú kia họ luôn cho đi cho đi cho đi cho đi như vậy họ cho ai và tại sao không phải là mình mình hãy hỏi xem tại sao mình chưa có đón nhận được nhiều À, hoặc là có một câu rất là hay là làm như thế nào để tôi có thể đón nhận được những cái tư duy này để thành công Và à, GA còn học thêm được một cách đặt câu hỏi rất là hay đó là Tại sao tôi đón nhận được những cái cơ hội này để thành công uhm. Thì á à, có rất là nhiều người khổng lồ, đó là gì? Đó là những công ty rất là thành công những công ty có tâm, những công ty rất là tốt, những người rất là tốt, mà họ mong muốn mình đi cùng với họ để mà xây dựng lên những cái điều tuyệt vời. thì á à, có rất là nhiều công ty như vậy. Ừ. đương nhiên cũng có à, những vị khổng lồ mà không tốt nha mọi người. ví dụ như cái anh hàng xóm của mình á, à, một anh mà giàu thứ nhì thế giới. À, thực ra ảnh không có tốt. À, cái à, những người ở bên hàng xóm đó đó họ cũng thường xuyên qua để mà gặp Cam Ly để mà à, kêu gọi Cam Ly hợp tác cách này cách kia đủ thứ hết và họ offer cho mình đó, rất là cao offer cho mình đó, là những cái khoản hoa hồng những cái khoản lợi nhuận khủng luôn á. nhưng mình biết rằng đi với cái người không tốt đó thì chắc chắn trong tương lai sẽ gặp cái điều gì đó. Không gặp ổ gà thì cũng gặp ổ voi. Vì á, mọi người có thấy là cái anh hàng xóm uh, của chúng ta là đã dụ rất là nhiều người nông dân, dụ rất là nhiều người uh, kinh doanh một cái gì đó rồi cuối cùng là thực ra nó turn out uh, cuối cùng thì là không tốt. Ở đây Cam Lim muốn nói rằng á, uh, chúng ta chọn lựa đứng trên vai người khổng lồ và người khổng lồ là những người có tâm có tầm và những người tài giỏi à. thì để mà chúng ta có thể đứng được trên vai những người khổng lồ đó thì chúng ta phải như thế nào ai ở đâu sẵn để mà đưa vai ra cho chúng ta để chúng ta đứng tự nhiên người ta sáng tạo ra rất là nhiều cái điều tốt để cho mình xài ví dụ như cái iphone đi nữa đó cái cái iPhone là một à, cái vật bình thường mà có thể ai cũng có đúng không? Ừ. Thì khi mình xài mình rất là thích nó đúng không? À, mình thích nó thì Cam đi cũng học được cái cách nói cái lời cảm ơn nó. À, và khi mà cam ly cảm ơn được những cái vạch xung quanh mình á wow cái gì nó cũng trở nên tốt hết thì mọi người vào và nghe cái bài hát là hoponopono Ho là i am sorry please forgive me thank you i love you thì đó là bốn câu thành chú của phát thiền hoponopono Ho mà mình có thể sử dụng nó hàng ngày với những cái đồ vạch thân yêu của mình với những cái mà mình đang sử dụng hoặc là mình vào trong facebook mình sử dụng mình sai thì mình cũng phải có một cái thái độ tốt đúng và thái độ đúng là như thế nào đó là đối với cam ly đó là một cái sự yêu thương và một cái sự biết ơn rồi thì với công việc kinh doanh thì cam ly được hợp tác với những bác tỷ phú rất là lớn của Mỹ là những công ty hàng đầu và những công ty rất là tốt à, và sau khi tìm hiểu về họ thì Cam Camly hoàn toàn yên tâm là họ là những người rất là tốt à, và một cái điều rất là vui nữa đó là Camly là à, rất là thích thiền nè à, rồi á à, nói chuyện về tâm linh nữa à, mà khi gặp những cái vị tỷ phú này á, ở New York có mọi người biết không à, và những người này á, phần lớn là do thái nha họ là người do thái mà họ mê nói chuyện với Cam Camly chỉ vì là Cam Ly hiểu về thiền và hiểu về tâm linh và họ nói chuyện và họ mời mình là buổi buổi trưa rồi mời luôn buổi tối rồi họ hả dành thời gian cho mình rồi họ còn đến nhà mình họ bay từ New York để mà qua Cali để mà thăm nhà mình rồi xem mình như những người bạn đó là vì mình có một cái thái độ đúng có nói những cái từ khóa đúng những cái cách thức và những cái tư duy đúng đó là gì trước tiên là sự biết ơn vì họ là những người rất là thành công thì đương nhiên mình được hợp tác với họ là mình đã biết ơn họ rồi rồi kế đến là mình chia sẻ được với họ rất là nhiều cái tư duy đúng của thời hiện đại rồi mình có được một cái cái sự đam mê say mê trong công việc và mình yêu thương những người xung quanh Vân vân. thì á, những cái bác khổng lồ này á, họ cũng trở nên họ mê mình luôn à, à, và à, họ đến đây họ thăm mình á, là hai vợ chồng luôn nha à, người do thái và wow đó thì rất rất phải nói là từ 3 đến 5 người rất là thành công như vậy à, và họ dành cho cam ly những cái ưu đãi đó là vì mình luôn thể hiện cái lòng biết ơn với họ thì từ đó đó từ khi mà mình đứng được trên vai người khổng lồ thì mình cũng sẽ biến mình thành người khổng lồ luôn à đến nay thì cam ly của cũng hơi hơi khổng khổng một chút xíu ha đó à, và mình cũng sẽ biến mình thành người có tầm có tâm và có tài mọi người có thể đọc thêm cái cuốn sách nền kinh tế cảm ơn nha à, cái anh Gary V này gary uh, Gary Vaynerchuk chết. À, là một người đến từ liên xô cũ à, và lớn lên ở Mỹ à, và anh chàng rất là giỏi về marketing à, và trở thành một bậc thầy guru về marketing ở Mỹ à, anh ta tạo cộng đồng á, là đi đến đâu á, là phải nói là vài chục người vài chục người, ngàn người không vài chục ngàn người à, theo cho anh ta à, à, còn ở trên cả thế giới thì chắc cũng là vậy phải là vài vài triệu người hoặc là chục triệu người gì đó à, thì đã viết cái cuốn nền kinh tế cảm ơn này và cam ly đọc và cam ly thấy rất là tương đồng với những cái gì mà mình đã sử dụng mình đã áp dụng trong cái công việc của mình và à, mình đã thành công và đến nay nó được ứng nghiệm qua cái cuốn sách này là nền kinh tế cảm ơn à, mọi người có thời gian có thể đọc nha À, căn đi sẽ còn trở lại với mọi người về những cái tư duy tuyệt vời hơn nữa nha à, và nó rất là thực dụng à, rất là thực tế nó không phải là những cái gì mà à, hoa văn hoa mỹ hay là lãng mạn à, mà đương nhiên nó lãng mạn và vẫn xài được và vẫn kiếm được tiền mới hay chứ đúng không à, để chúng ta có thể kiếm được những đồng tiền hạnh phúc